Ơ kìa, ở đây, này. Cô bị điên à? Trời ơi, em tự chăm đi. Anh đang bận lắm. Con khóc ầm ĩ như thế này mà anh cũng không thèm dỗ con à? Em còn sức cầu nhau ấy, thì còn đầy sức mà chăm con ấy. Cho anh ở với điện thoại và game của anh luôn. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Anh giúp em với. Cái gì đấy? Anh đang bận lắm, em đừng có mà quấy rầy. Anh đừng có chơi nữa. Anh giúp em bế con một lúc đi, em đau bụng quá. Ôi giời ơi, em tự chăm đi. Anh đang bận lắm, đi làm cả ngày đã mệt rồi, lại còn bắt chăm con nữa. Mà em đau một tí mà như trời sập. Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không thương em thì anh cũng phải quan tâm đến con chứ. Em đau bụng nên là em mới nhờ anh. Thôi dẹp đi. Em còn sức cầu nhau ấy thì còn đầy sức mà chăm con ấy. Cứ lão bà lão bầu, bực cả mình. Thôi ra chỗ khác đi. Tao chán lắm mày ạ. Chồng tao càng ngày càng vô tâm, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game thôi, chẳng quan tâm đến vợ con gì cả. Ngày xưa tao đã gàn mày rồi, nhưng mà mày không nghe cơ. Nhìn mặt lão Long nhà mày, tao đã biết là cái loại lười làm ham chơi rồi. Thế dạo này sức khỏe của mày như nào rồi? Vẫn bệnh dạ dày từ đợt trước thôi. Đợt này tao stress, không có thời gian nghỉ ngơi, thế nên là bệnh ngày càng nặng. Được rồi. Đây, mày dùng thử cái này đi. Đây là viên uống Fucoidan của tập đoàn Kohino, chuyên làm giảm các triệu chứng về đau dạ dày, hành tá tràng, các trường hợp viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày HP, người bị ợ hơi, ợ chua nhiều, viêm bờ cong nhỏ, tăng cường miễn dịch, giảm các tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Viên uống dạ dày Fucoidan của tập đoàn Kohino rất uy tín, được rất nhiều người tin dùng. Mày dùng thử đi nhá. Tao cảm ơn mày nhá. Cũng may mà thời gian này tao có mày ở bên cạnh động viên, chứ không chắc tao uất ức mà chết mất. Khủi phui cái mồm mày, chết thế nào mà chết. Còn chuyện lão Long ấy, thì lão ấy ỉ lại rằng là lão ấy đi làm nên là lão ấy lười nhác. Thì mày cũng phải cho lão ấy biết rằng ở cái nhà này không phải chỉ có một mình lão ấy bận bịu. Được chưa? Ở đây, uống thuốc đi. Anh Long, anh quá đáng vừa thôi. Con khóc ầm ĩ như thế này mà anh cũng không thèm dỗ con à? Để em về dỗ là được, cần gì phiền đến anh. Anh nói vậy mà nghe được à? Em mà không về chắc anh cũng kệ con luôn à? Thì đến lúc đấy rồi tính. Mà em về thì cũng về rồi, sao nó lắm thế? Anh Long ơi, anh đưa con đi khám đi, thằng bé sốt cao quá. Trẻ con ốm sốt là chuyện bình thường, làm gì mà em cứ phải sồn sồn lên. Ơ kìa, ở đây, này. Cô bị điên à? Hỏng điện thoại tôi thì làm sao? Phải, tôi điên đấy. Tôi điên nên là tôi mới lấy cái loại chồng như anh đấy. Còn ốm sốt như thế này mà anh chỉ biết cắm đầu với điện thoại với game. Được, tôi sẽ cho anh toại nguyện, không cần phải nói nhiều nữa. Còn nữa, điện thoại của anh hỏng, tôi sẽ đền.
Nhưng mà con của tôi có vấn đề gì, tôi tuyên bố là tôi sẽ đốt nhà anh luôn. Anh cứ liệu mà chịu trách nhiệm đi. Xong việc tôi sẽ ly hôn với anh, cho anh ở với điện thoại và game của anh luôn. Chứ tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Trang, Trang, anh bị lỗi rồi, tha cho anh. Trang. Này, dạo này tao thấy ông Long nhà mày có vẻ ngoan phết nhỉ. Tao học mày cả đấy. Cứ làm cho một trận căng tới bến, thế là sợ không dám mải chơi nữa. Mà đàn ông như mày cứ phải thế, cứ phải căng lên, không thì nhờn lắm. Mà sức khỏe dạo này của mày thế nào rồi? Tao khỏe rồi. Tất cả là nhờ mày và viên uống dạ dày Fucoidan của tập đoàn Kohino. Mà bây giờ tao không cần phải lo lắng về dạ dày của mình nữa rồi. Thế là tốt rồi. Yêu kỳ diệu.